chú mèo con đi lạc là một câu chuyện thú vị về một chú mèo con tên là Whisker. Vì tò mò, Whisker đã đuổi theo một con bướm và vô tình bị lạc trong khu rừng. Trong lúc hoang mang, Whisker đã gặp một chú sóc tốt bụng, người đã giúp chú tìm đường về nhà. Câu chuyện không chỉ mang đến những bài học về tình bạn và lòng biết ơn mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình và sự cẩn trọng khi khám phá thế giới xung quanh. Listen. Once upon a time, in a small village, there was a little kitten named Whiskers. Whiskers was very curious and loved to explore everything around her. She lived with a kind old lady who took care of her and gave her delicious milk every morning. One sunny day, Whiskers saw a colorful butterfly flying outside the window. The butterfly danced in the air, and Whiskers was fascinated. She decided to follow it to see where it would go. She slipped out through the open door and quietly walked into the garden. The butterfly flew over the garden fence and into the nearby forest. Whiskers, excited to catch it, followed without thinking. She chased the butterfly through tall trees and over soft grass, enjoying the adventure. However, after a while, she realized she was lost. Whiskers looked around and didn't recognize anything. The trees seemed taller, and the forest was much quieter than her cozy home. Feeling scared and alone, Whiskers meowed loudly, hoping someone would hear her. Her small voice echoed through the forest. Just then, a friendly squirrel appeared. Are you lost, little kitten? asked the squirrel. Yes, Whiskers replied. I followed a butterfly, and now I can't find my way home. The squirrel smiled kindly and said, Don't worry, I know this forest well. Follow me, and I will help you get back home. Whiskers felt relieved and followed the squirrel. As they walked through the forest, the squirrel talked about the trees and the animals that lived there. Whiskers felt more comfortable knowing she had a new friend. After a while, they reached the edge of the forest. Whiskers saw her village and recognized her house in the distance. She was so happy to be home again. She thanked the squirrel for his help and promised to visit him in the forest soon. Whiskers ran back to her house, where the kind old lady was waiting, worried about her little kitten. When Whiskers entered the house, the lady picked her up and hugged her tightly. I'm so glad you're safe, she said. From that day on, Whiskers learned to be careful and always find her way back home. She also remembered her friend, the squirrel, and visited him in the forest to share stories of their adventures. And so, Whiskers lived happily, exploring the world around her, but always returning to the loving home she knew. Cùng là nghe lại câu chuyện bằng tiếng Việt nào? Ngày xưa ở một ngôi làng nhỏ có một chú mèo con tên là Whisker. Whisker rất tò mò và thích khám phá mọi thứ xung quanh mình. chú sống cùng một bà cụ tốt bụng, người chăm sóc chú và cho chú sữa ngon mỗi sáng. Một ngày nắng đẹp, Whisker nhìn thấy một con bướm đầy màu sắc bay ngoài cửa sổ. Con bướm bay lượn trong không khí và Whisker bị mê hoặc. Chú quyết định đi theo con bướm để xem nó sẽ bay đến đâu. Chú lẻn qua cửa mở và lặng lẽ đi vào vườn. Con bướm bay qua hàng rào vườn và vào khu rừng gần đó. Whisker hào hứng đuổi theo nó, không suy nghĩ gì mà theo sau chú đuổi theo con bướm qua những cây cao và trên cỏ mềm, tận hưởng cuộc phiêu lưu. Tuy nhiên, sau một lúc, chú nhận ra mình đã bị lạc. Whisker nhìn quanh và không nhận ra điều gì quen thuộc, cây cối dường như cao hơn, và khu rừng thì yên tĩnh hơn nhiều so với ngôi nhà ấm cúng của chú. Cảm thấy sợ hãi và cô đơn, Whisker kêu lên thật to, hy vọng ai đó sẽ nghe thấy. Tiếng kêu nhỏ bé của chú vang vọng trong rừng, lúc đó, một chú sóc thân thiện xuất hiện, bạn bị lạc phải không, mèo con, chú sóc hỏi. Vâng, Whisker trả lời. Mình đã đuổi theo một con bướm và bây giờ mình không thể tìm đường về nhà. Chú sóc mỉm cười thân thiện và nói, đừng lo lắng, mình biết rõ khu rừng này. Hãy đi theo mình và mình sẽ giúp bạn về nhà. Whisker cảm thấy nhẹ nhõm và đi theo chú sóc. Khi họ đi qua khu rừng, chú sóc kể về những cây cây và những con vật sống ở đó. Whisker cảm thấy thoải mái hơn khi biết mình có một người bạn mới. Sau một lúc, họ đến rìa khu rừng. Whisker nhìn thấy ngôi làng của mình và nhận ra ngôi nhà của chú ở phía xa. Chú rất vui mừng khi được về nhà. Chú cảm ơn chú Sóc vì đã giúp đỡ và hứa sẽ sớm đến thăm chú Sóc trong khu rừng. Whisker chạy về ngôi nhà của mình, nơi bà cụ tốt bụng đang chờ đợi, lo lắng về chú mèo con. Khi Whisker bước vào nhà, bà cụ nhấc chú lên và ôm chặt lấy chú. Ta rất vui vì con an toàn, bà nói. Từ đó, Whisker học được cách cẩn thận và luôn tìm đường về nhà. Chú cũng nhớ đến người bạn của mình, chú Sóc, và thường xuyên đến thăm chú Sóc trong khu rừng để kể những câu chuyện về cuộc phiêu lưu của mình. Và thế là Whisker sống hạnh phúc, khám phá thế giới xung quanh nhưng luôn quay trở về với ngôi nhà yêu thương mà chú đã biết. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like và chia sẻ với bạn bè để cùng nhau học tập nhé. Hãy theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ bài học tiếng Anh thú vị nào và cuối cùng cảm ơn các bạn đã dành thời gian học tiếng anh cùng mình hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo